Kính chào quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau Farodi. Và bây giờ là cái buổi trưa của em Bo, một cái nhân vật mà được quý vị rất là yêu quý. Hồi nãy Trọng đã cho mấy bé kia ăn hết rồi, bữa nay là được cái phần thưởng của chị Thảo từ bên Canada gửi cho mấy bé là thịt gà, để nhờ Trọng mua thịt gà về luộc cho mấy bé ăn để mừng cho mấy bé là vừa triệt sản cũng như là chích ngừa, mới chích ngừa xong tẩm bổ. Thì nhìn cái mặt anh, cái hắn nhìn thì đấy. Đó, bây giờ thì Trọng sẽ cho bò ăn. Mấy bé hồi nãy là ăn hết rồi, thì Trọng có lên trên cái kênh Trọng Cà Mau đó, thì bây giờ Trọng sẽ cho bò ăn phần này đó. Quý vị thấy không, cho nó bé bò ăn gì thì mình mới thân được với nó, ẩm nó rồi xé từng miếng cho bé bò ăn. Thấy chưa, bò ơi ăn ngon hay bò để khơi khơi không ăn đâu. Đúng là rồi, sau này mình nuôi lâu mình mới phát hiện đó quý vị. Mình phải đút gì nè, mình phải sau này Trọng với Duy mới phát hiện là con bo nó để khơi nó không có ăn. Nếu để khơi là đói nó, mà để khơi đói nó ăn lén, đói rồi anh ném, ăn lén anh Phúc trước mặt mình là nó không ăn, nhưng mà nó ăn là phải gì nè. Đó quý vị thấy không, ăn quá trời quá đất luôn kìa. Mấy em hồi nãy là mấy em của bo là toàn ăn đùi với ức, còn ba bo thì Trọng chỉ mua mỗi cái thịt ức thôi. Đúng là cái thịt ức luôn, bởi vì bo đâu có nhai xương được. Trời ơi, nhìn bo nó ăn đã không? Cho nó ăn đã. Cho đấy, anh Trọng này này, này lại chiều bo thế. Ôi trời ơi, anh Trọng chiều bo hết phần của anh Duy chiều bo rồi. Trời ơi này, trời ơi, trời ơi, thương như kìa. Ủa, nó ăn nhỉ? Không, nó khôn đến mỡ này nè, da nè. Da. Da không ăn. Da không ăn. Ui, ghê chưa? Bo chưa, da gà không ăn, chỉ ăn thịt nạc thôi. Bo ơi là bo, quý vị biết không, bây giờ Trọng á chiều bo thương lắm, cái gì cũng để cho bo một mình á. Không phải, nhưng mà vì nếu mà ở đông ấy là nó không chịu ăn đâu. Đúng rồi, nó sợ, nó vẫn sợ nên là mình nó sợ lắm. Mọi bé kia lại là cái thịt của nó rung vậy đó. Mình thì ấy thôi. Thì bây giờ hồi xưa là nó tự kỷ đúng không? Bây giờ mình chỉ giúp cho nó là hết tự kỷ rồi nè, thân với mình, rồi từ từ nó sẽ thân với mấy em nó thôi. Nó phải thân chứ. Từ từ. Chứ còn làm sao mà, tại vì bé Bo là nó cả chục tuổi rồi. Bo nó lớn tuổi rồi. Cả chục tuổi thì làm sao mà nó già nó giống như chăng mấy con kia được. Trời ơi, Bo ngoan chê. Bo ăn ngoan quá. Trời ghê thì khai da không ăn trời. Ừ, da không kèm ăn. Trời ơi. Trời, hay là bữa nay mình ăn cái món này mình gọi là đúng của nó, hay là vừa mình cũng thử ăn cùng cho nó, em thử đút vào một miếng cho ngon được mà. Ừ. Anh Trọng ăn của mất của bò luôn rồi, bò em ăn nhanh lên chứ không em bị mất luôn đấy. Thôi tôi ăn không biết rồi ông ơi, nhìn nhận tôi đi. Anh chị nhìn rồi. Nói là không được ăn đấy. Tay luôn. Ừ. Rồi. Ừ. Không, khôn không? Không phải làm như ấy. Tay nè, nó đang là ngon, làm thử miếng da kìa. Thử không ăn. Không ăn da đâu. Trời ơi. Có vụ đó nữa. Yêu cả nhà. Thực sự là nó đúng là bo này cũng là một quá trình để hai anh em bế được bo đấy cả nhà. Thật sự là rất chi là vất vả đối với bo ấy. Hai anh em đúng không? Vâng, sao không vâng. Mấy đứa kia thì một chút xíu thôi, một hai ngày thôi là chúng nó ấy rồi. Có bo mới bắt là cũng trường kỳ một chút. Bo nhớ phải trường kỳ. Bo ơi là bo. Ăn từ từ thôi. Ôi rồi. Từ từ thôi. Đúng cái món bo thích ở đây này. Như là bo là chiên ăn ức gà rồi. Mình cho nhiều thứ ăn lắm rồi, nhưng mà bởi vì hồi xưa mình có trộn cho gà có da đó, nó không ăn. Bây giờ mới tìm được cái nguyên nhân. Chắc là ăn không hết hay còn đâu. Nè, ăn miếng đi rồi nghỉ. Dính miếng da nó không chịu ăn, mọi mẹ ơi. Anh gì đó hả? Anh gì điềm giận đó hả?
anh vòng vòng xem cái phản ứng của bo như thế nào. Rồi chán là ngán rồi. Ngán rồi. Thôi thì cho ra tí ra uống nước đây. Bây giờ ngán rồi, còn cục này chiều ăn tiếp ha. Nè thử đi. Ý đó, cái này của bo này của bây giờ nhau. Em ăn ngửa người ăn ra mơn bụng ăn ăn sướng lắm. À. Rồi đi uống nước rồi đó mọi người. Quý vị ơi, nhiều khi mình nuôi chó nó cũng có cái tiện lợi quý vị. Đây, hôm nay Trọng làm gà cho chó nè. Cái Trọng làm gà chiên cho mình ăn. Thấy chưa, cơm này là nước gà cũng là nấu cơm cho chó nè. Ăn luôn, nấu chung ăn mà, gia đình cùng ăn. Thấy chưa, mình nuôi chó mình thương nó là mình nấu cho nó ăn rồi mình ăn luôn. Lời muốn chết luôn mà nó ngon. Nó tự Trọng đào làm nè. Cơm này là cơm gà, khoai tây chiên, gà chiên cáp xê, mayonnaise. Đây, một lon coca nữa. Thấy chưa, y chang ở quán luôn. Cần gì phải vô KFC, Trọng làm được hết. Bye bye tất cả mọi người.